Rồi, ok bạn ơi. Và bây giờ mình đã mời các thành viên của Hero Team vào trong là con map ta thích ghi địa ngục của mình rồi. Và để mình xem coi ai sẽ là người chiến thắng và ai sẽ là người thua cuộc để bị vẽ bậy lên mặt nha các bạn nha. À quên, hồi nãy em cũng giới thiệu với mọi người về cái mini game ngày hôm nay của em rồi đó. Hình phạt dành cho người thua cuộc đến cuối cùng là sẽ bị tất cả những người còn lại vẽ một cái hình gì đó lên trên mặt. À, sẽ hơi bị gọi là buồn cho người thua luôn á nha. Bây giờ mọi người sẵn sàng chưa mọi người? Sẵn sàng rồi đúng không? Được rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ không phải là người chơi nha các bạn nha, mà mình sẽ là người bay theo mọi người để xem coi mọi người chơi như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem coi ai sẽ là người thua cuộc và ai sẽ là người thắng cuộc nha các bạn nha. Ok. Rồi ok, thì bây giờ xin mời mọi người chui vào trong cái miệng của con Husky địa ngục đi mọi người ơi. Bắt đầu trò chơi nào. Let's go. Vô nào. Rồi, ok mấy bạn ơi, mọi người đã chui vào trong miệng của con Husky địa ngục rồi. Và mọi người sẽ không biết mọi người sẽ bắt đầu đối đầu với chuyện gì đâu. Mình sẽ bắt đầu vào nha mọi người nha. Rồi ok, chui vô miệng Husky địa ngục nào. Hey, hey, yeah. Nghe gán mọi người ơi, nghe gán vậy. Ok mọi Bài người ơi nhà. Thì bây giờ mình xin thông báo cho mọi người là cái Husky địa ngục này là nó có tổng cộng là 3 màn. Và mỗi màn sẽ có những cái bẫy, những cái khác nhau. Cho nên là mọi người sẽ cố gắng vượt qua nha. Ai mà vượt qua cuối cùng là người thua nha. Thì cái đầu tiên là mình hướng dẫn cho mọi người nè. Ở trong cái này mình có một cái rương. Thì trong cái rương này là nó có một cái đồ chúng ta nhảy nè mọi người đã. Mọi người xem nè. Thấy không? Và nhiệm vụ của mọi người là mọi người phải dùng cái này nè. Mọi người tưng 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 như thế này nè. Sau đó mọi người sẽ nhảy lên trên những cái khối này. Mọi người bắt cua kia hiểu không? Rồi đó mình thua rồi đó. Đó. Mọi người hiểu không mọi người? Được. Rồi đó bây giờ mọi người bắt đầu màn 1 mọi người ơi. Mọi người nào về cuối cùng là người đó thua đáng chịu nha. Bắt đầu nào. Cái này là thi cá nhân luôn. Đúng rồi. Cái này là thi cá nhân á. Người nào về đầu tiên người đó thắng. Còn người nào về cuối cùng người đó thua. Rồi bắt đầu đi. Nè rồi ơi dịch ơi. Em với anh đi tới đây rồi nè. Đi bằng nhau rồi nè. Hiện tại chúng ta đang thấy dịch là người đang dẫn đầu các bạn ơi. Hay quá dịch ơi, cố lên anh. Ôi, nhảy qua nè. Hay quá. Rồi hết hay rồi. Hết hay rồi. Trời ơi, té luôn, té quá trời té nè. Cố lên mọi người, cố lên. Vâng ba cái màn này trời dễ này. Mọi người không nhảy được mọi người lúc quá. Ôi ôi. Rồi Sammy té nè, Sammy té nè. Còn dịch sao, dịch sao? Dịch là người đang dẫn đầu các bạn ơi. Dịch với Sim là người đi ngang đi trước ta. Rồi trời đất ơi, ủa sao cái chỗ này khó nhảy với ta. Rồi xong, dịch té rồi. Vậy là Sim là người dẫn đầu, cố anh Sim. Nhảy qua Sim ơi. Sim cũng sẽ té, anh tin là Sim té được. Sim té. Ok, vậy để mình xem coi Sim có té không nha. Để mình xem coi Sim có té không nha. Ôi. Nhảy qua đi bà nội, lâu vậy. Sim sẽ té rồi. Ôi, té luôn. Khó. Vậy là bây giờ tới lượt Camui là người dẫn. Mọi người dường như là té hết trơn luôn các bạn ơi. Giờ là còn có Sammy nè. Cố anh Sam ơi. Từ từ hay Sam, bình tĩnh Sam. Sam như bị té nè. Nhớ bình tĩnh nha Sam. Đừng có nhảy nhanh quá. Đúng rồi bình tĩnh thôi. Bình tĩnh từ từ. Trời ơi. Té hoài luôn á trời. Mọi người phải đứng ở ngay bên này nè. Ở gần chỗ này nè. Thì mới nhảy qua được hiểu không. Anh phải nhảy sao cho qua được. Cố lên anh. Ok, anh thử một lần nhé, kỹ năng, kể kỹ năng. Thôi rồi, mình thấy chỗ này khó quá, mình sẽ cho thêm một block nha mọi người nha. Đáng lẽ ông nên làm điều đó sớm hơn. Tôi mới thấy bà Camui, bà tháo cái chân ra, bà nhảy xuống lava luôn mọi người. Okay. Sim, cố anh Sim, Sim chỉ cần vượt qua được, anh Sim sẽ là người đầu tiên chiến thắng. Cố anh. Có gì đây? Hay quá. Cái gì vậy Sim? Oh my god. Trời ơi là trời luôn á. Cố lên Sam, cố lên Sam, cố lên. Chơi cẩn thận tí nè, chơi cẩn thận tí nè. Cố lên, cố lên. Hay quá. Từ từ, bình tĩnh. Rồi bây giờ mới khó nè, sao ơi, bây giờ mới khó nè. Chỗ này là mình phải nhảy xéo nè, bên này mới khó nè. Nè Phong ơi, Phong nhìn cái nè, chuẩn bị nè. Ok. Hay quá Cai ơi. Hay quá Cai ơi, Sam té rồi, hay quá Cai ơi. Không, mình đẳng cấp luôn. Đẳng cấp quá Cai ơi, tiếp, nhanh lên, Cai sẽ là người thắng đầu tiên. Hay, đỉnh quá. Trời ơi, đỉnh. Ui, hay quá. Vỗ tay, rồi Cai đứng im đây nha. Ok, Cai là người đầu tiên nè. Ok, tiếp lượt theo, là Simi. Cố lên Sim, cố lên. Đúng rồi, qua đó đó Mui, rồi qua bên đây. Rồi, qua bên đây, qua bên đây, qua bên lóc bên đây, qua bên lóc bên đây nè. Trời ơi, em đẩy nhau quá chị em ơi. Cố lên chị em. Ôi, đưa ơi. Ôi, hay quá Sam, hay quá Mui. Được.
Ê, cá bùi té ơi, cá bùi cố tình nè. Té mà đâu có sao đâu. Đúng rồi, không sao, cái đó mình vẫn nhảy lên lại được. Rồi, bùi là người thứ hai. Sam là người thứ ba. Sim ơi, Sim chỉ cần qua thôi là dịch thua. Sim chỉ cần qua được thôi là dịch thua. Cố lên Sim. Được mà. Té liên tục. Yeah. Rồi, ok bạn ơi. Mình yêu cầu là đổi ban tổ chức và kiện giám khảo nhé. Tại sao mình lại phải là test người test đầu tiên sau cộng block lẽ đâu? Ê, nhưng mà mọi người vẫn nhảy sâu anh vẫn nhảy tiếp mà mọi người vẫn té mà. Giờ đây em nói nghe à. Giờ anh hôn mấy đứa em nó nhục quá rồi đó. Rồi ơi. Ok. Thôi thôi thôi, bây giờ bình tĩnh nè, coi như Dịch sẽ là người đầu tiên bị loại và Dịch sẽ phải chơi lại nha bạn nha. Rồi ok, anh đứng im đây đi, tí nữa anh sẽ là người chơi lại, anh là người bị lật bóp chơi lại đó. Không bất công gì hết, im lặng. Rồi đứng lên chơi thôi, bây giờ bảo bất công. Rồi bảo bất công gì. Mình là người đi đầu xong rồi giám khảo cộng 15 cho gái alo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn 2 nha các bạn nha. Coi như Dịch đã là người bị loại trong màn 1 rồi và Dịch phải chơi lại từ đầu đó. Mấy người chiến thắng làm ơn tháo cái chân kia ra giúp tôi cái, không có dùng cái đó nữa. Ủa, sao okay. Không được dùng nữa. Bây giờ á, nhiệm vụ của mọi người á là sẽ phải canh cái này nè, chạy qua bên đây đúng không? Sau đó tìm cái lốc nào đó mà nó không biến mất nào, mọi người đứng lên, sau đó chờ nó hiện lên cái mọi người lại chạy qua đây. Okay. Đó, mọi người thấy không? Đó, ảo quá. Ôi trời ơi, cái bắt cua này ảo quá không ơi. Rồi, ok bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn tiếp theo nha bạn nha. Và cái màn này là hơi bị khó luôn nha mọi người. Hồi nãy là mình có hướng dẫn cho mọi người đó, thì bây giờ nhiệm vụ của mọi người là phải vượt qua được cái chỗ này. Ê, cái bộ là mấy người mà nước như là Sammy với Simmy thì hơi khó vượt qua nha. Ờ, ca mui nè. Kìa, hiện cho em một phá này như này này này. Ờ, chị cho em đây. Ui, thể hiện sao mà đó được. Ui, thể hiện nè. Rồi, ok. Thôi, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu chơi với nha mọi người, let's go. Nè, người nào cuối cùng vượt qua là người đó cũng sẽ thua nha. Mình nè, tôi vừa nhìn thấy Sammy đâm một phát xuống lava ngay từ đây đầu tiên. Gọi xong té luôn. Té hết luôn. Ê, mua ăn gian kìa. Mua ăn gian kìa. Ôi trời ơi, té hết. Ôi trời ơi, té hết luôn. Té luôn, trời ơi, khó vậy. Ôi, cameraman cũng không bất tử ở trong màn này nha mọi người. Nè, mình chỉ cho mọi người cái mẹo nè, là mọi người phải nhớ coi cái block nào là cái block để mọi người dừng lại, thì mọi người phải đứng lên trên block đó, hiểu không? Đó. Ui, Camui đang dẫn đầu nè, liệu rằng ai sẽ là người cuối cùng đây? Rồi, mua té rồi. Cố anh cay. À, mình chơi được mấy ông. Lụt. Mình té rồi. Quá trời đất ơi, mọi người ơi, cố lên. Một nhịp. Cố anh cay. Trời ơi. Không sao, chơi được, yên tâm mình chơi được. Simmy sẽ làm gì đây? Oh my god. Simmy sẽ làm gì đây? Cố lên Sim. Hay quá Simmy, cố lên Sim. Ghê vậy? Ok. Simmy đang có vẻ khá là run sợ. Hay quá. Simmy đã đi được tới đây rồi. Một thân nữa, alo hai thân nữa. Cố lên Sim, cố lên. Mấy bạn fan đang nhắn chị Sim ơi, cố lên nè. Hay quá. Trời ơi, Sim qua được luôn rồi hả? Nếu như Sim không biết giả quá gì đó. Nếu như Sim không biết á. Nhớ. Lao chéo một đường thẳng. Ok. Sim ơi, Sim. 2 1 Hay quá. Trời ơi, hay quá Sim ơi. Sim qua được rồi nè. Rồi người tiếp theo là ai đây? Chị môi. Ôi, cay qua được rồi. Được. Ok, hay quá. Chơi được. Ôi giờ nhảy qua à, bên kia là ôi xa đấy. Xa đó. Nhảy thẳng. 1 2 3 4. Nhảy thẳng nè. Này thì nhảy thẳng nè. Mọi người gùng quá nơi. Mọi người á phải canh, đừng có chờ cái block nó xuất hiện rồi mới nhảy. Mọi người phải canh làm sao mà. Canh. Hay quá, nhảy quay qua. Thôi, cái này là cuộc thi mà người ta có quyền, chị ơi, không kêu gào chứ. À, tức là được quyền đánh nhau đúng không? Đánh nhau thoải mái. Đánh đi mua, đánh như tình nhau không ơi. Ôi, Sam ơi, cố lên. Mấy bạn fan đang comment là chị Sam ơi, cố lên nè. Ok. Hay quá. Hay quá. Liệu rằng là chị em Sim Sam có phải là những người đầu tiên không đây? Trời ơi, tôi không tin được. Simmy nó qua được luôn mà mình vẫn chưa qua được. Trời ơi, nhục quá. Block phải. Chạy. 3 tiếp rưỡi. Vừa chạy vừa nhảy. 1. Nhảy. Ui. 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 Ui.
này chậm quá, Sam sao phải canh, nó vừa hiện lên cái là Sam chạy liền hả? Vâng, okay. Thí sinh Camui vẫn đang rất nỗ lực. Thí sinh Camui và Kairon vẫn đang rất nỗ lực. Ủa gì vậy? Ôi, khoan, hình như em mới thấy cái bay lên hả mọi người? Cái phụ này. Ai. Quay 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 cái nha, cái nha, mình mới thấy cái bay lên nha. Mình người lớn đây, mình người lớn đây. Ok, chơi nghiêm túc rồi, em chơi nghiêm túc. Khỏi, tôi tuyên bố Kairon thua luôn trong màn này. Kairon là người thua luôn. Mày làm gì vậy? Mày làm gì với mình? Ok. Thôi, mọi người không cần nhảy nữa. Con trai mà cay để thua buồn cười vậy. Mọi người không cần nhảy nữa. Tôi tuyên bố Kairon thua trong màn này. Vậy là người bị loại tiếp theo là Kairon. Rồi vậy trời đi. Ơi, sao mày nỡ làm vậy với Phong? Mày trời ơi, làm vậy với mình nói bạn nghe nè Kai. Mình nói bạn nghe nè. Bạn là con trai, bạn đang chơi game cùng với ba người con gái mà bạn còn chơi ăn gian nữa. Xấu mặt đàn ông quá Kai ơi. Mẹ ơi, con thất bại rồi. Thôi không nói nhiều, Kairon thua cho màn này nha bạn nha. Chúng ta cùng nhau đến với màn tiếp theo nào. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn số 3 với sự đại chiến của ba chị em trong hội chị em mọi người ạ. Đó chính là Camui, Sammy và mèo Simmy. Liệu rằng điều đặc biệt đó chính là con trai bị cao hết rồi. Đúng rồi, con trai thua hết trơn rồi bạn chưa? Ơi, thời nhục Phong quá. Nghĩ chưa? Phong nghĩ chưa? Phong loại cay ra xong rồi bị để anh em mình nhục. Nói bạn nghe rồi, bạn làm gì em bị xí nhục quá à. Mình không cần biết, mình không cần biết, mình chỉ là giám khảo thôi. Có nhục thì chỉ có bạn với dịch nhục thôi, còn mình là giám khảo, không liên quan. Ok. Ơi, mình làm cameraman cũng không có lương á mọi người, mình xin phép là off tại đây nha, kết thúc nha, cảm ơn mọi người. Ơi, dịch phải ở lại để chơi tiếp để còn bị dễ bậy lên mặt chứ. Ơi, mình nghi dịch sẽ là người thua á bạn ơi. Ok. Rồi, bây giờ nha, đến cái trò tiếp theo này á thì hồi nãy mình cũng nói cái luật chơi cho mọi người đó. Bây giờ ba chị em chuẩn bị bắt đầu. Để coi rồi. Ai sẽ là người tiếp theo bị loại đây. Cái này thấy nó kỳ lạ quá. Ôi anh ơi. Rồi sao Sammy đã té xuống rồi. Tham lam. Thấy bình sạch thôi. Núp vô đúng rồi nè. Làm giống như Sam nè. Đó đúng rồi. Chạy nhanh lên Sam. Nhanh lên Sam. Ôi trời ơi té Sam rồi. Chạy nhanh. Ui. Ôi hay quá. Hay quá Mùi ơi. Cố lên Mùi, cố lên, cố lên. Ui, hay quá. Hay quá Mùi ơi, hay quá. Đừng tham. Đừng. Đúng rồi. Mùi sẽ là người về đầu tiên. Mùi. Yeah. Chúc mừng ca Mùi. Ok. Rồi tiếp theo là Sammy nè. Rồi tham lam. Tham lam, cái đó ta gọi là tham lam đó Sam ơi. Trời ơi trời. Từ từ thôi Sam ơi, nhảy từ từ thôi à. Đừng tham lam. Rồi. Tiếp theo là mèo Simmy nè mọi người ơi. Để coi mèo Simmy liệu rằng có vượt qua không đây. Cố lên. Nhô. Đừng. Nhảy đi. Ok. Mấy bạn à, thật sự là mình cũng rất là buồn khi mà Sammy bị loại. Nhưng mà bởi vì là hồi nãy Sammy tham lam quá. Đáng lẽ là Sammy chỉ cần chậm một nhịp nữa thôi là Sammy có thể qua được rồi. Ai dè Sammy tham lam, Sammy chạy qua luôn. Ai chứ là thua được. Ok. Vậy là chúng ta đã gọi là loại được ba người đầu tiên, chính là Kai, Dịch và Sammy. Và bây giờ đến với màn loại cuối cùng. Đây, màn loại cuối cùng. Màu xanh nha mọi người. Cuộc chiến là hai màu xanh nha. Ở chỗ này đây mình sẽ lấy cho mọi người là giờ là còn Sim với Camui đúng không? Thì mình sẽ lấy một cái lá cờ xanh dương nè, một lá cờ xanh lá cây. Đây, nhiệm vụ của mọi người là sẽ phải bắt cua lên trên mấy cái lóc này. Làm sao để qua được bên đây? Leo lên trên đây, cái ở chỗ cao nhất nè, cắm cái lá cờ của mọi người lên là mọi người sẽ là người giành chiến thắng, đúng không? Tức là qua trước mà không cắm cờ là vẫn thua đúng không? Đúng rồi. Ok. Và bây giờ sẽ là trận căng thẳng nhất giữa Simmy và Camui. Liệu rằng người chị sẽ thắng hay người em thắng đây, chúng ta cùng nhau đón xem nha. Rồi chuẩn bị nào. 3 2 1. Bắt đầu. Go! Cố lên. Ôi. Trời cùng té luôn. Cả hai cùng té luôn. Rồi. Rồi Sim té rồi. Sim nhảy qua đúng rồi. Ui. Ui. Đúng là tôi mới vừa nói đúng là Camui ra về đó, Camui té luôn. Rồi xong Sim té rồi. Cái này là 1 2 1 3 4 nha mọi người. 4 block nha. Nè đúng rồi đó, Mui phải nhảy liên tục. Mui đừng gọi là dừng lại nha. Cố lên. Bị giật. Khó lắm. Trời ơi. Hay quá Mui ơi. Nè, Mui đang sử dụng nè. Skill của Siro. Trời ơi, đỉnh. Đỉnh nữa, 10 điểm. Mọi người từ từ. Im lặng. Này khó lắm. Trời ơi. Có rất là nhiều những bạn fan. Có rất là nhiều những bạn fan đang comment chị Sim ơi cố lên, chị Mui ơi cố lên.
em chưa bao giờ học kỹ thuật nào. Vô muốn lóc thì nhảy rồi, còn muốn lóc là chị chưa biết rồi. Em không nhảy được. Ui rồi tôi nghĩ rằng là lần này là ca mui thắng các bạn ơi, tại vì ca mui biết bắt cua nhiều hơn Simi. Hình như nãy giờ chưa qua được cái chỗ cái muốn lóc đúng không? Mọi người coi tôi làm mẫu nè, một lần thôi nha. Đây, chỉnh game mất không làm mẫu cho mọi người nè. Ai ai chỉnh giúp tôi game mất không cái. Thể hiện lần duy nhất thôi nha mọi người, một lần duy nhất thôi nha. Rồi sao ông rớt đây là, ông rớt liền là. Lại. Chưa, lỗi, làm lại. Từ từ, làm lại nè. Nó làm lại nè, từ từ. Gãy. Trời ơi, tôi làm không được, Mọi người. Ê, mọi người ơi. Hay quá, xin chúc mừng ca mui đã là người giành được chiến thắng nha bạn nha. Ok, vậy là bây giờ chúng ta đã có được 4 người bị loại, đó chính là Mr. Dịch, Kairon, Mèo Simi và Sammy. Và xin chúc mừng ca mui đã là người giành được chiến thắng sẽ được vẽ bậy. Yeah. Ok rồi. Thắng được cái gì vậy? Chị thắng là chị sẽ được vẽ bậy nhiều hơn những người khác. Hả? Tôi là con người của xinh đẹp, tôi không muốn làm cái hết xấu đâu. Vậy thì nếu như mà chị nói vậy thì thôi, chị nhận thua đi, cho mọi người vẽ mặt chị. Không. Ủa vậy còn nói gì nữa? Trời. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với màn loại để coi ai sẽ là người bị vẽ bậy nha. Bắt đầu thôi. Trời ơi mấy bạn ơi, bây giờ á, trừ Sammy ra nha, là tất cả mọi người ai tôi cũng muốn vẽ bậy lên trên mặt hết, bởi vì là Sam là kiếm Sam thua tôi rồi. Cho nên là nếu như bạn nào mà có xem cái video mà mình với Sammy chơi bắt cua vẽ bậy á, thì Sammy đó là người thua, cho nên mình được vẽ nhiều rồi, mình gọi là không muốn vẽ nữa luôn. Bây giờ là mình chỉ muốn vẽ trưởng tim thôi bạn ơi. Bây giờ anh nhường tụi em, anh nhường tụi em dịch. Tính là anh chưa được nhảy luôn, mọi người được test từ nãy giờ, anh đã được test không? Đúng rồi. Okay. Mình có người thắng cao lắm á, giờ thua dễ lắm á. Tôi bây giờ nha, bạn nào nghĩ bây giờ nha, mấy bạn fan hãy bình luận đi, mấy bạn nghĩ trong 4 người này ai sẽ là người thua cuộc và sẽ bị vẽ bậy thì bạn hãy bình luận đó nha, coi bạn nào bình luận đúng nè. Chắc chắn là mình. 3, 2, 1 bắt đầu. Người cuối cùng ngày đầu tiên đã tốt rồi. Mới bước đầu tiên là Dịch đã té rồi. Và hiện tại em đang thấy là Sammy là người đang dẫn đầu và Mr. Dịch đã đuổi tới rồi. Bây giờ Dịch là người dẫn đầu. Liệu rằng Dịch có thắng hay không đây? Dịch đang chạy qua, Dịch đã qua được. Phải biết đúng nào, liệu rằng có lên sao? Liệu rằng những bạn fan, những bạn fan comment là Dịch thua, liệu rằng mấy bạn ấy có sai lầm hay không đây khi mà đã xem thường Dịch? Mấy bạn xem thường á. Phong ơi, còn 3 team mà Tim ơi, Tim nhảy đi mấy, Tim ơi nhảy cây mới nhảy được á Tim ơi. Ok. Yeah, xin chúc mừng Mr. Dịch. Ok. Có cái điểm bất. Đứng yên cây cũng mất máu thì chết nữa. Ok rồi, bây giờ còn qua được rồi. Em không thể bảo là em không qua được nữa. Bây giờ còn 3 người là Sam, Sim, Kai. Liệu rằng ai sẽ thắng đây mình ghi Kai. Không qua được. Cố lên Sim. Sim ơi cố lên. Hay quá rồi, Sim qua được rồi. Bây giờ là còn Kai với lại Sam. Rất là căng thẳng. Nãy giờ anh quan sát Kai nha, Kai chỉ có đúng hai cách nhảy thôi, một là nhảy đến gần đích luôn, hai là một phát xuống lava luôn. Rồi. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Hiện tại chúng ta đang thấy là còn Sammy và Kairon, liệu rằng ai sẽ là người thắng đây? Nhưng mà chúng ta đang thấy Kairon là người đang đi sâu các bạn ạ. Tôi đang rất là gọi là không muốn ai bị thua hết, bởi vì cả hai yếu quá. Trời ơi, rồi xong luôn. Mình đã đâu mình cãi sao em luôn. Thất bại quá. Ơi, em nhục. Mấy bạn ơi. Mấy bạn à, một bên là bạn thân của mình, một bên là bạn gái của mình, bây giờ mình không biết chọn ai cả. Cái đó là một cái điều rất khó xử. Mình rất hy vọng Dịch là người thua, nhưng cuối cùng Dịch thắng cay quá bạn ơi. Không gì em. Ok. Cái game này nó khuất công bằng từ đâu rồi, công lý ở đâu? Alo. Trời ơi mấy bạn nhìn nè, mình buồn quá trời mưa nữa bạn đó, mình buồn mà ông trời cũng buồn theo mình luôn. Ok thôi bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với màn vẽ bậy nha bạn nha. Không nói nhiều nữa, bắt đầu thôi. Let's go. Ủa sao nói vẻ bậy cái ông trời vui lên lại hết mưa. Tại vì ông trời khóc theo phong, ông trưởng hộ phong này tắt mưa. Xin lỗi Kai. Rồi ok bạn ơi, vậy bây giờ Kai Don sẽ là người bị phạt nha bạn nha. Buồn quá. Còn gì để nói,
cái. Thôi thì bây giờ mình chấp nhận số phận thôi chứ sao giờ. Thì đáng lẽ bây giờ là phải có Camu với lại anh Dịch nữa, nhưng mà hai người đó bận rồi mọi người ạ. Cho nên là bây giờ chỉ còn bốn đứa mình thôi á. Cho nên bây giờ mình sẽ cùng nhau dễ thay mọi người ạ. Dễ thay Dịch với Camu rồi đó. Dễ đúng phần mình thôi, dễ thay làm gì, dễ đúng phần mình thôi. Dễ thay chứ, phải hình phạt phải chấp nhận đúng không? Đây, ở đây mình chuẩn bị hai cây son khác màu nhau với lại một cây bút chì. Cái cây bút này dùng để make up nha các bạn nha, thì mới vẽ được lên 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 trên mặt nha các bạn. Ok, thì bây giờ bạn nào chọn gì đây? Đây, này, tôi nghe cái này rồi. Tại sao không? Tại sao không là cái này? Ok, ok. Bạn có thấy như thế nào khi mà Simmy lại chính là người sẽ vẽ mặt? Tôi gục nhỉ? Make up, đây gọi là make up. Yên tâm, make up cho. Dễ đẹp đẹp. Bây giờ mình make up cho cây Don kiểu là thành đẹp, con gái luôn đi. Hot boy. Ừ, cho Sim làm trước nè, Sim làm trước đi. Nếu vậy thì bạn cái mắt nè. Để Phong vẽ má hồng cho. Đó, ok. Vẽ vẽ má hồng này là giống mấy bạn nữ. Chưa, từ. Chưa bạn ơi, còn. Còn á. Mấy bạn biết kiểu người ta đánh má hồng á là hồng nó kiểu sẽ lan bên đây luôn phải không? Mình biết rồi, đánh má hồng. Lan mặt á, má hồng. Đúng rồi. Đó, mình vẽ chân mày lá liễu nha. Sam vẽ chân mày giống kiểu mấy anh mà ở Mỹ ha, chân rồi, mày mấy anh Mỹ, chân mày rậm lắm. Đúng rồi đó. Chân mày của anh mấy anh Mỹ gì rậm như này đó. Đó chân mày lá sầu riêng. Cái này là lá chân mày lá sầu riêng các bạn. Đó, sao đánh thôi mình thấy sao mình chuyên nghiệp rồi. Chuyên nghiệp rồi. Đó, mình nghĩ rằng cần thêm một tí râu nó mới đẹp bạn. Ôi, không vui. Xong rồi. Có gương rồi, cho mượn gương rồi. Để coi coi. Trời ơi. Súng lên đi mấy thằng nhóc con, nhìn mặt mày thì biết chắc còn non. Trình độ tao đã đạt đến huyền thoại, đến hero cũng phải gọi tao bằng ông ngoại. Có vector tao đều sẽ cân hết, đừng lại gần nếu mày không muốn chết. Bao nhiêu streamer muốn vượt